Xem tử vi tuổi Ất Dậu sinh năm 2005 tháng 3 âm lịch năm 2022, được lộc trời cho, giàu sang phú quý nếu biết điều này. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, tuổi Ất Dậu luôn được mọi người yêu mến bởi sự thân thiện, sự tốt bụng và tấm lòng bao dung độ lượng. Họ sẵn sàng trao niềm tin của mình cho người khác, điều đó thì đôi khi khiến họ bị thất vọng và tổn thương. Thế nhưng dù có trải qua nhiều nỗi buồn phiền, đau khổ, thì những gia chủ tuổi Ất Dậu lúc nào cũng luôn dò lòng vị tha và sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của người khác. Và thưa quý vị, cũng chính nhờ lòng tốt luôn giúp đỡ người khác của bản mệnh mà ông trời đã ưu ái cho tuổi Ất Dậu trong tháng 3 âm lịch này. Trong tháng 3 âm lịch này, bản mệnh luôn được xuôi trèo mắt mái, không gặp quá nhiều chuyện xui xẻo, cát nhiều hơn hung, sự nghiệp luôn thuận buồm xuôi gió, tài lộc ùn ùn kéo đến về đè nhà, tiền đếm mỏi tay không hết thưa quý vị. Vậy thì trong tháng 3 âm lịch năm 2022 thì vận trình của những người tuổi Ất Dậu như thế nào, công danh tài lộc ra sao? Xin mời tất cả quý vị hãy cùng với chúng tôi, những người thực hiện chương trình kênh Phong Thủy Gia Cát, theo dõi bài phân tích ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Ất Dậu sinh năm 2005 trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Người tuổi Ất Dậu sinh năm 2005, mệnh thủy, tuyền trung thủy, có nghĩa là nước trong suối. Người tuổi Dậu khá biết cách ăn mặc, không quá trau chuốt nhưng rất chỉnh chu. Tuổi Dậu là những người khá quan trọng về bề ngoài, họ dành nhiều thời gian để chăm chút bản thân. Có những người tuổi Dậu rất hài hước, năng động, hoạt bát và mạnh dạn trước đám đông. Người tuổi Dậu là những người sống tích cực, có nguồn năng lượng dồi dào, giỏi về ăn nói. Họ rất giỏi trong các vấn đề mày mò và tìm hiểu mọi thứ tường tận. Họ thích nghiên cứu và chăm chú vào những thứ họ thích và cần khám phá, nên họ hiểu biết rất nhiều, am hiểu chuyên sâu nhiều thứ. Trong công việc hay cuộc sống, họ đều là những người rất quyết đoán, nhạy bén, biết cách bộc lộ bản thân. Họ không bao giờ chần chừ trước cơ hội mà nắm bắt tất cả. Tính cách của người tuổi Dậu khá cục tính. Họ không quá ngọt ngào, lãng mạn mà mang chút kỳ quái. Dù là vấn đề gì, họ cũng là người ưa tranh luận để tìm ra chân lý, có tính cố chấp và khăng khăng cho là mình đúng, nên đôi khi cũng hay để vụt mất cơ hội. Họ chính là người dễ nhìn thấy sai lầm và khuyết điểm của người khác bởi sự tinh ý và tinh tế trong ý thức, nhưng lại không chịu chấp nhận cái sai của mình mà cố chấp, một chút bảo thủ với định kiến bản thân. Trong tháng 3 âm lịch, người tuổi Ất Dậu sinh năm 2005 sẽ có nhiều cơ hội cải thiện được thành tích, đạt được điểm số khá khả quan trong học tập. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn được chủ quan, ngủ quên trên chiến thắng. Bạn vẫn cần phải phấn đấu nhiều hơn và không nên lười biếng. Đồng thời, sức cạnh tranh trong năm cũng tăng lên. Nếu biết vận dụng, cạnh tranh chính là con đường thúc đẩy quyết tâm, sự chủ động để nâng cao thành tích. Còn nếu dễ dàng đầu hàng, bạn có thể sẽ thụt lùi hơn so với bạn đồng trang lứa. Về tình cảm, vì đang trong độ tuổi mộng mơ nên con giáp này dễ để chuyện tình cảm gây ảnh hưởng đến việc học tập, khiến cha mẹ và thầy cô không hài lòng. Xét về thiên can, Ất âm mộc gặp giáp dương mộc nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Ất Dậu trong tháng này nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột, gây ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tử vi tháng 3 âm lịch cho thấy, có nhiều bạn đạt được thành tích tốt, có sự tiến bộ trong công việc học tập. Nhưng bên cạnh đó có những bạn vẫn còn lười biếng và chảnh mảng, không tách biệt thời gian học tập và thời gian dành cho sở thích cá nhân. Cạnh tranh trong học tập cũng tăng lên, bạn sẽ thường vì vấn đề điểm số thua kém người khác mà muộn phiền. Ở độ tuổi này, cảm xúc thay đổi thất thường, thường hay mất tập trung, phân tán sự chú ý, dễ bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài nên thành tích học tập thường không ổn định, thậm chí có dấu hiệu đi xuống. Với những bạn đã đi làm hoặc bắt đầu đi làm thêm, môi trường mới khiến bạn phải khá vất vả mới thích nghi được. Hãy làm việc thật chăm chỉ và cầu tiến, tương lai tươi sáng đang chờ đón bạn phía trước. Vào giai đoạn này, người lớn đặc biệt là các bậc cha mẹ và thầy cô đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều chỉnh và định hướng con trẻ, tránh tình trạng học đòi những thói hư tật xấu gây ảnh hưởng đến sự phát triển của tương lai. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt,
Kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Ất Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Vấn đề tài chính của những người tuổi Ất Dậu về cơ bản vẫn được gia đình đáp ứng đầy đủ. Tuy nhiên, bạn có thể sẽ chi tiêu khoản không nhỏ cho sở thích cá nhân và thấy tiền tiêu vặt không đủ, từ đó suy nghĩ tự mình kiếm thêm tiền từ các công việc tạm thời, học bổng. Điều này phụ thuộc vào khả năng, sự học hỏi và cả sự cho phép từ phía gia đình. Bạn nên tham khảo ý kiến của cha mẹ trước khi quyết định bất cứ điều gì. Với những người đã đi làm, tháng này tài lộc có vẻ không được như ý. Công việc tuy vất vả hơn nhưng bạn lại không đạt được mức lương thưởng như mong muốn. Mức chi tiêu nhiều hơn mức thu cho nên dẫn đến việc thiếu hụt về tài chính, phải vay mượn thêm để chi trả. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Trong tháng này, sức khỏe của con giáp này không có điều gì đáng lo ngại. Vì đang trong độ tuổi mới lớn nên cần phải chú ý nạp năng lượng đầy đủ, dưỡng chất, sinh hoạt lành mạnh, tập thể dục thường xuyên để cơ thể phát triển tốt nhất. Về vấn đề ăn uống cũng cần phải để tâm, hạn chế ăn uống theo sở thích cá nhân, nhất là những thức ăn đường phố, rất dễ bị ngộ độc thực phẩm hoặc là mắc các chứng bệnh về dạ dày. Các quý gia chủ tuổi Ất Dậu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Ất Dậu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này, đào hoa khởi sắc giúp cho người tuổi Ất Dậu kết giao được với rất nhiều bạn bè mới, mở rộng mối quan hệ. Một số bạn bắt đầu nảy sinh tình cảm khác giới, ít nhiều gây ảnh hưởng đến việc học hành. Nhưng vì ở độ tuổi đang lớn nên cái tôi khá cao, bạn có thể tỏ ra khó chịu với sự can thiệp từ gia đình về các mối quan hệ của mình. Cần phải tỉnh táo để nhìn ra đâu là mối quan hệ tốt nên duy trì, đâu là mối quan hệ độc hại, cần phải tránh càng xa càng tốt để không gây ảnh hưởng đến tương lai. Hơn nữa, cha mẹ là những người đi trước sẽ có cái nhìn tinh tường và hiểu lòng người tốt xấu ra sao. Bạn nên lắng nghe và tiếp thu nhiều hơn thay vì đối chọi chỉ để thỏa mãn cái tôi của mình. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2022, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch. Tháng 3 Giáp Thìn có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Tháng Thìn, lục hợp Dậu, tam hợp Tý và thân thành thủy cục, xung tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu và tuổi Tuất. Đối với người tuổi Ất Dậu trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 8 tháng 3 năm 2022, tức ngày 8 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mão, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch ngày 20 tháng 3 năm 2022, tức ngày 20 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mão, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Ất Dậu trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 9 tháng 3 năm 2022, tức ngày 9 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thìn, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch ngày 21 tháng 3 năm 2022, tức ngày 21 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thìn, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa.
Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi của những người sinh năm 2005 trong tháng 3 âm lịch. Chắc hẳn quý vị cũng biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe, may mắn, bình an và thành công.